đừng cho rằng là chân thật tồn tại cảnh giấy đó như ảnh như huyễn hóa cũng như diễm chẳng thật có trong mười phương thế giới chẳng thấy từ đâu sinh ra vì chẳng chỗ sinh cho nên không đến không đi cũng không thành tuy là nói như thế nhưng nó vẫn y nhiên tồn tại diệt hoại sinh thành cùng tuần hoàn ở trong hư không chẳng tạm ngừng đâu chẳng phải do nguyện thanh tịnh nghiệp được rộng lớn sở chi trì thế giới cũng có tuổi thọ khi thế giới đến lúc diệt thì tự nhiên sẽ hủy diệt đến lúc sinh thành thì tự nhiên sinh thành phải trải qua thành trụ hoại không bốn giai đoạn tuần hoàn với nhau hết rồi lại bắt đầu cứ như vậy ở trong hư không chẳng có khi nào dừng nghỉ tạm thời cảnh giới này là do nguyện lực thanh tịnh của phật tỷ nô giá na mà thành tựu và do nghiệp lực rộng lớn của chúng sinh chi trì mới có cảnh giới thành trụ hoại không tu hành chứng chẳng phải là đi tìm huyền diệu cũng chẳng chú trọng thần thông, nhưng cũng đừng coi thường huyền diệu, xem thường thần thông. Chỉ cần tu hành chân tránh bất cứ là pháp môn gì, mà chân thật đến cực điểm thì việc không thể được, cũng sẽ biến thành được. Tu đạo là thực hành, chẳng phải nói xuông. Do đó có câu, nói một trượng chẳng bằng thực hành một thước. Điểm này rất quan trọng, hy vọng mọi người chú ý. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng các Phật tử thế giới hài có đủ thứ hình tướng khác nhau. Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng hài hội rằng các vị đệ tử của Phật, hình tướng của thế giới hài đều khác nhau, giống như mặt mũi của con người đều chẳng giống nhau. Hoặc hình tròn hoặc hình vuông, hoặc chẳng tròn chẳng vuông, vô lượng sự khác nhau hoặc hình như nước xoáy, hoặc hình như sơn diễm, hoặc hình như cây, hoặc hình như hoa, hoặc hình như cung điện, hoặc hình như chúng sinh, hoặc hình như Đức Phật. Hình tướng của thế giới hài chia làm 10 loại. Một hoặc là hình tròn, hai hoặc là hình vuông, ba hoặc là chẳng phải hình tròn, chẳng phải hình vuông, hoặc là hình tam giác có vô lượng sự khác nhau. 4. Hoặc là hình nước xoáy 5. Hoặc là hình sơn diễm 6. Hoặc là hình cây 7 hoặc là hình hoa, 8 hoặc là hình cung điện, 9 hoặc là hình chú sinh như hình sư tử, hình chim, hình người, vân vân. 10 hoặc là hình Phật có bốn trạng thái đi đứng nằm ngồi, có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Hình tướng của thế giới hải nói sơ được thì có 10 thứ, nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuận lại nghĩa trên về nương oai lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói bài kệ rằng. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh phổ hiền muốn diễn nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên nói rõ ràng hơn. Ngài bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới dùng kệ để thuật lại nghĩa trên. Các biển cõi nước đủ thứ hình đủ thứ trang nghiêm đủ thứ trụ hình trạng đặc thù khắp mười phương các ông nên cùng nhau quan sát. Cõi nước của chư Phật quá nhiều, cho nên có đủ thứ khác nhau. Mỗi cõi nước có đủ thứ sự trang nghiêm, có đủ thứ sự an trụ, tùy hình tướng khác nhau, nhưng đều rất thù đặc khắp trong mười phương. Các vị muốn thấy pháp thân của Phật, chẳng cần tìm cầu đâu xa, ở gần vẫn thấy được. Như là sơn hà đại địa, hoa cỏ, cây cối đều là chỗ sở tại pháp thân của Phật. Hoặc là hình tròn, hoặc hình vuông, hoặc hình tam giác và tám cạnh, hình mani luân hoa sen thảy tất cả đều do nghiệp niệm khác hình trạng của thế giới hải hoặc là hình vuông hoặc là hình tròn hoặc là hình tam giác hoặc là hình tám cạnh hoặc là hình mani luân hoặc là hình hoa sen có đủ thứ hình khác nhau đó đều do nghiệp lực của tất cả chúng sinh và nguyện lực của chư phật cùng nhau thành tựu mà khác nhau hoặc hình thanh tịnh diễm trang nghiêm vàng thật tô điểm rất thù đặc cửa nẻo dành mờ chẳng vướng mắc đều do nghiệp rộng ý chẳng tạp hoặc có hình nước xoáy thanh tịnh hoặc có hình núi diễm thanh tịnh tất cả đều trang nghiêm hoặc có hình vàng thật sở thành tựu có các châu báu thành tựu cùng nhau tô điểm rất đặc thù tốt đẹp có hình trạng như lầu các bất cứ cửa lớn cửa nhỏ đều dành nhau mở ra chẳng có sự vướng mắc đó đều là do nghiệp được rộng lớn của chúng sinh mà thành tựu Ý niệm của họ thuần thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Biển cõi vô biên tạo khác nhau, ví như mây bùa trong hư không. Lơn bóng dài đất trang nghiêm đẹp, quang minh trừ phật chiếu sáng khắp. Cõi nước chư phật trong hết thảy thế giới hải nhiều vô lượng vô biên, có đủ thứ sự khác nhau, ví như mây trong hư không có đủ thứ hình trạng khác nhau. Có thế giới hải luôn bóng dài ở mặt đất rất trang nghiêm đẹp đẽ, trí huệ quang minh của mười phương ba đời tất cả chư Phật đều chiếu sáng ở trong đó. Tất cả cõi do tâm phân biệt, đủ thứ quang minh đều chiếu hiện. Phật ở trong biển cõi như vậy, thảy đều thị hiện sức thần thông. Tất cả cõi nước đều do tự tâm phân biệt mà thành. Nếu chẳng có tâm phân biệt thì tất cả cõi nước đều biến thành hư không. Hết thảy đủ thứ quang minh đều chiếu hiện. Chư Phật ở trong tất cả biển cõi đều như vậy, hết thảy đều thị hiện sức thần thông khác nhau. Hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, thọ khổ thọ vui đều khác nhau, đều do biển nghiệp không nghĩ bàn các phép lưu truyền luôn như vậy. Hoặc có thế giới tạp nhiễm, hoặc có thế giới thanh tịnh, giống như thế giới ta bà là tạp nhiễm, cho nên gọi là đại ác năm trưởng. Còn thế giới cực lạc là thanh tịnh, chúng sinh ở thế giới ta bà thì thọ khổ còn chúng sinh ở thế giới cực lạc thì chỉ có vui mà chẳng có khổ. Mỗi thế giới đều khác nhau, đều do nghiệp của chúng sinh tạo ra và nghiệp của chư Phật tạo ra mà thành, đều không thể nghĩ bàn. Tất cả pháp lưu truyền đều như vậy, lưu truyền không ngừng. Trong một lỗ lông nan tư cõi, đồng số hạt bụi đủ thứ trụ, mỗi cõi đều có đấng biến chiếu, ở trong chúng hội diễn diệu pháp. Ở trong mỗi lỗ trần lồng đều có các cõi nước chư phật khó nghĩ bàn nhiều đồng số hạt bụi nương tựa đủ thứ mà trụ trong mỗi cõi nước đều có đấng biến chiếu phật ở trong đại chúng hải hội giết nói diệu pháp ở trong một bụi cõi lớn nhỏ đủ thứ khác nhau như số bụi bằng phẳng cao thấp đều chẳng giống phật đều đến đó truyền pháp luân ở trong một hạt bụi có cõi nước lớn có cõi nước nhỏ có đủ thứ sự khác nhau đều chẳng giống có sự khác nhau nhiều như số hạt bụi cõi nước này bằng phẳng cõi nước kia cao lên hoặc thấp xuống đều khác nhau bất luận là lớn là nhỏ là cao là thấp là bằng phẳng là lồi lõm phật đều đi đến những nước đó để chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh liều khổ được vui ở trong tâm của phật hết thảy cõi nước và chúng sinh là một luật bình đẳng chẳng có phân biệt trong tất cả bụi hiện cõi nước đều là bổn nguyện thần thông lực tùy tâm họ ưa thích đủ thứ ở trong hư không đều làm được ở trong tất cả hạt bụi cõi nước hiện ra đều do bổn nguyện thần thông lực của chư phật mà thành tựu chư phật tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh tâm niệm của chúng sinh có đủ thứ khác nhau phật đều làm cho chúng sinh được mãn nguyện ở trong hư không hay làm việc mà chúng sinh hoan hỉ tất cả cõi nước hết thảy bụi trong mỗi hạt bụi phật đều vào các vị chúng sinh hiện thần biến pháp tỷ lô giá na như vậy ở trong tất cả cõi nước hết thảy hạt bụi trong mỗi hạt bụi đều có phật đang ở trong đó truyền pháp luân giáo hóa chúng sinh các vị chúng sinh hiện ra thần thông biến hóa pháp của phật tỷ lô giá na là như vậy tu đạo chỉ một biện pháp duy nhất là dụng công dụng công có hai thứ một là chân tâm dụng công hai là tùy hỷ dụng công Trần tâm dụng công là thời thời khắc khắc đều tinh tấn, chẳng giải đãi, chẳng phóng giật. Tùy hỷ dụng công là phô diễn việc mà chẳng nhận chân. Thấy người ta niệm Phật, mình cũng theo niệm Phật. Thấy người ta lễ Phật, mình cũng theo lễ Phật mà chẳng triệt đẻ. Hoặc thấy người ta tụng kinh, cũng chẳng tụng kinh. Thấy người ta chỉ chú, cũng chẳng chỉ chú. Thậm chí người ta đang niệm Phật, tụng kinh chỉ chú, họ đến chướng ngại người ta làm quá lễ, mình chẳng tu hành cũng chẳng dạy người tu hành, đó là ma quỷ. Chùa Kim Sơn từ khi thành lập đến nay, chủ trương ai cũng phải tu hành. Quy định ngày dùng một bữa và giữa trưa, đêm ngủ ngồi chẳng nói chuyện, chẳng phan duyên. Đó là giới luật của Đức Phật để lại, chứ chẳng phải chùa Kim Sơn chế ra. Xong có người phản đối, cho rằng chẳng hợp với thời đại, quá khổ hạnh, có hại cho sức khỏe,